Xin chào mọi người. Có ai đang xem livestream không nhỉ? Bây giờ bên Nhật là 20 giờ rồi đúng không? Rồi, chờ một lát nha. Mình sẽ chia sẻ cái livestream này sang nhóm cùng nhau học N2. Hai người đang xem. Ai đang xem thì chào nhau một tiếng nhá. Còn có một người đang xem. Hôm nay chúng ta sẽ làm đề thi GPT, đề thi thử phần Moji Goi nhá. Trần Gia Bảo, Komawa Sensei, chào Bảo Sang. Chúng ta sẽ làm một đề thi Moji Goi hoàn chỉnh theo gì nhỉ? Theo form của đề thi mới nhất hiện tại. Thì những cái phần câu hỏi này là do mình tổng hợp từ một số nguồn cũng như một số câu hỏi mình tự nghĩ ra. Do vậy là gần như là sẽ không có những cái đề này ở ngoài đâu, do vậy các bạn cố gắng là tham gia nhá. Đỗ Văn Đạt, Sensei Komawa, à mấy gương mặt tiêu biểu đây rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn, kẻo không đủ thời gian nhá. Đầu tiên này, môn đề số 1. Chúng ta sẽ làm từng câu một nhá. Các bạn sẽ comment đáp án nhá. Khánh Vân, CC Komawa, chào Vân Sáng nhá. Gia Bảo 2, Đỗ Văn Đạt 2, Khánh Vân 3. Các bạn khác cũng comment cho vui nhá, làm để ôn lại kiến thức luôn. Chúng ta có chữ này là chữ quy ghép với chữ mô đúng không? Quy thì đọc là key này, key key, tất cả đều là key, nhưng mà chữ mô đúng nhỉ? Chữ mô này hơi khó. Cái chữ này nó cũng hơi nó cũng hơi gian một chút. Đấy là sao? Có trường hợp nó đọc là mô, có trường hợp nó đọc là bô. Ví dụ này, trong từ gì nhỉ? Trong từ mô hình nhá. Ví dụ này. Mô hình nó sẽ đọc là mô đúng không? Mô kê. À, vần ô thì không có trường âm, do vậy là đáp án số 3 và đáp án số 4 là gì đây? Mô và bô là sai. Nhưng mà trong cái chữ quy mô nó đọc là kibo. Đấy, cái này thì chỉ có cách là chúng ta học được chúng ta nhớ thôi, chứ cũng đúng là không có cái cách nào khác. Đúng nhỉ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 2. Kibo. Tiếp theo câu số 2.
Ngô Thanh Xuân 2, Thương Thương 2, Hà Chương 2, Đào Xuân Thắng. Moyo, à đúng rồi. Gia Bảo 1. Mấy bạn còn lại comment hơi muộn cho nên là nó không hiện đáp án ra. Mai Hiên 2. Khánh Vân 1. Đình Thịnh 3, Cẩm Tú Cầu 1. Nguyễn Tấn Nhân, Khánh Hà, Oh My Girl. Đỗ Văn Đạt 1. Thịnh 3, Nana Nguyễn 1. Các bạn có chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ độn đúng không? Có nghĩa là có rất là nhiều nghĩa, ví dụ như là đau thì đau âm ỉ này, dao thì là dao cùn. Trong trường hợp đi với lại ánh sáng ấy có nghĩa là ánh sáng yếu ớt đúng không? Chữ này sẽ đọc là nhì bươi, đáp án đúng là đáp án số 1. Đáp án số 1 nhá. Ví dụ gõ này, nhì bươi nó sẽ ra cái chữ đó, đấy. Còn những chữ còn lại, si bươi là chữ gì nhỉ? Chữ cháp. Đấy. Có nghĩa là chát đắng cau có đúng không? Sư đôi là chữ gì nhỉ? Là chữ chữ nhuệ là nhọn này, đấy. Mà bư si là chữ gì nhỉ? CC cũng không nhớ cái âm Hán Việt lắm nhưng mà đại loại là nó là chói nhá. Đấy. Tiếp theo, câu số 3. Bích Hằng Lê, Komawa, Nguyễn Tấn Nhân, Komawa Nhân Sàng, Đông Nguyễn, Komba. Gia Bảo 3, Thịnh 3, Khánh Vân 3. Đỗ Thị Quỳnh mây Poyo vào xem sensei này. Fan cứng à, Đỗ Thị Quỳnh, Nguyễn Tấn Nhân 3, Đỗ Văn Đạt 3, Bích Hằng Lê 3. Nana Nguyễn 3. Mai Hiên 3. Như vậy là đa số mọi người đều chọn 3 đúng không? Chúng ta có nhá, chữ giao ấy sẽ đọc là cô có trường âm đúng không? Chữ giao, ví dụ trong từ cô sư này, giao thông này đúng không? Hay là gì nhỉ? Hay là cô điêu, giao lưu. Đấy. Còn chữ đại mới là vấn đề. Chữ đại này cũng rất là vớ vẩn đúng không? Có trường hợp đọc là đai, ví dụ trong từ đai hiểu, đại biểu nhá, đọc là đai. Nhưng mà trong trường hợp này nó đọc là gì nhỉ? Là tai. Đấy, gõ cô tai nó ra này. Cô tai. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 3. Cái này chúng ta chỉ có cách là chúng ta học xong chúng ta nhớ thôi chứ còn những cái trường hợp đặc biệt như này thì cũng chịu thôi. Cẩm Tú Cầu 3, Đông Nguyễn 3. Tiếp theo, câu số 4. Nổ ngổ ngáo, cái này dùng trong thay thế một vị trí đúng không CNC? Đúng rồi, nó là thay phiên ấy, nó là ví dụ một người nào đó người ta làm mệt quá rồi mình vào mình thay thế họ. Mây Poyo rất là vớ vẩn kìa, Đỗ Thị Quỳnh. Hai cái bạn này rất là hay comment gì nhỉ? Hay hay comment vào mấy cái bài mà CNC đăng nha. Khánh Vân 3, Bích Hằng Lê 2, Nana Nguyễn 3, Đạt 3, Cẩm Tú Cầu 2. Mọi người có chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ nhận đúng không? Chữ nhận. Có âm cơn là gì nhỉ? Có âm cơn là mitomeru, đáp án đúng là đáp án số 3. Đáp án số 3.
Chúng ta sẽ xem những chữ còn lại là gì nhá. Osameru có tận 4 chữ đúng không? Chữ nhất là chữ tu này. Thứ hai là gì nhỉ? Chữ nạp này. Đấy, osameru tiếp theo là chữ gì? Chữ thu này. Tiếp theo là chữ gì nhỉ? Chị. Đấy, mỗi chữ một nghĩa nhưng mà đều đọc là osameru hết. Osameru của chữ tu sẽ là tu dưỡng, rèn luyện, bồi dưỡng này. Của chữ nạp này sẽ là nộp, thu này là thu được. Osameru của chữ trị này là cai trị. Tiếp theo các bạn có chữ motomeru là chữ gì nhỉ? Motomeru là chữ cầu, có nghĩa là gì nhỉ? Tìm kiếm đúng không? Tìm kiếm, yêu cầu, mong chờ nhá. Mitomeru này gõ nó sẽ ra này. Mitomeru. Đấy, chưa? Đúng là 3. Và Nagameru là chữ gì nhỉ? Là ngắm đúng không? Đó. Tiếp theo, câu số 5. CC có thấy em không? CC gọi tên em đi ạ. Hà Thảo. Câu 5 là câu khó nha. Các bạn không được tra từ điển nhá. Tra từ điển thì vô nghĩa. Phước Đức chào CC. Chào Đức nha. Gia Bảo 2. Cái bạn gì nhỉ? Cái bạn cư a cư an cái gì? Xôi gì đây? Xin không đọc được. Cô tay ni cười, Nguyễn Tấn Nhân, Bích Hằng 2, Thủy 4. Mạnh Dạn chọn 4, em chọn Đại 2, Khánh Vân. Có biết tại sao 4 câu 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 5 các bạn không biết không? Bởi vì nó là kanji N1 đúng nhỉ? Thực ra từ vựng này các bạn học rồi. Thế nhưng mà gọi là kanji thì nó ở quyển kanji N1 nhá. Thế nhưng mà ấy, kanji N2 bây giờ ấy chắc chắn nó sẽ có từ 1 đến 2 câu nhặt từ chữ N1 xuống một cách ngẫu nhiên. Do vậy là nó sẽ nhặt những cái từ những cái chữ mà các bạn đã được học trong phần từ vựng. Thì cái này là từ đấy các bạn được học trong phần từ vựng rồi. Cho nên là các bạn gì đấy? Các bạn sẽ phải phải học thôi đúng không nhỉ? Đây là chữ canh trong từ canh tác. Nó đọc là tagayasu. Tagayasu. Do vậy đúng của chúng ta là đáp án số 2. Đáp số 2. Chúng ta có này, moyo là chữ gì nhỉ? Là chữ thôi trong từ thôi thúc tổ chức đấy, moyo nhá. Thagaya là chữ canh là cái đất này, moyo hay là thakaya là chỉ là gây nhiễu thôi. Không có cái đấy. Chưa? Từ này em thấy ở N2 mà sensei. Ừ đúng rồi, nó là ở N2. Nhưng mà ở trong những quyển sách khác là ở trong sách N1 đấy, ở quyển Kanji Lũy Lơn thì sensei cho xuống N2. Tiếp theo. Môn đai số 2 là môn đai nhận diện mặt chữ. À nó bị gì nhỉ? Nó bị đã xong môn đai cách đọc của kanji nhá, bây giờ sẽ là môn đai nhận diện mặt chữ này. Chúng ta cũng sẽ có 5 câu. Câu đầu tiên. Thủy Chung xin dê thấy em. Có thấy nhá. Nói chung các bạn comment đi cho vui. Gia Bảo 2, Khánh Vân 2, Mai Hiên 2, Đình Thịnh 6.2, à 6.2. Chữ mộ thì phải. Bích Hằng Lê 2, Bắc 2, Cẩm Tú Cầu 2. Hoàng Kiều Dung gọi tên em trong đêm đi CNC ơi. Các bạn thích CNC gọi tên em trong đêm thế hả? Chữ Hán mộ phải không CNC?
Chúng ta có chữ này đọc là kuderu là gì nhỉ? Là chữ mộ đúng không? Chữ mộ. Đấy, thế nhưng lại có mấy chữ mộ cơ. Chữ đầu tiên cũng là mộ nhé, mộ nhưng mà dưới là bộ lực, là chữ mộ trong từ gì nhỉ? Chiêu mộ. Nó đọc là tsunoru. Âm cư này. Hoặc là gì nhỉ? Đọc là bô đúng không? Trong từ bô shu là tuyển mộ đúng không? Đấy. Số 2 là gì nhỉ? 2 là chữ mộ có nghĩa là ví dụ như là mặt trời lặn hoặc là cuối ngày ấy. Đọc là kuderu. Đấy, chưa? Đúng chưa? Kuderu này. Như vậy đúng đúng của chúng ta là đáp án số mấy đây? Đáp án số 2. Câu số 3 là gì nhỉ? Câu số 3 là chữ gì? Chữ mạc. Chữ mạc ở dưới là bộ cân nhá. Nó là đọc là ma cự. Đấy, ví dụ ma cự này hay là trong từ khai ma cự. Khai mạc. Chữ số 4 ấy, ở dưới là bộ gì nhỉ? Dưới là bộ thổ. Đây là chữ mộ trong từ ngôi mộ đúng không? Đọc là gì? Haka. Haka không có dạng động từ nhá, gây nhiễu. Ghép âm đầu là bô, ví dụ trong từ gì nhỉ? Trong từ bô chi này, mộ địa này có nghĩa là nghĩa địa. Đây, kéo cái này ra một tí không mất chỗ. Ok, tiếp theo. Câu số 7. Nguyễn Tấn Nhân hai Gia Nghi, em là Gia Nghi là nữ không phải Gia Bảo thầy ơi hu. Có một bạn tên là Gia Bảo nhá, Gia Nghi nhá. Nguyễn Yến mạnh dạn chọn hai. Cuối ngày trời trở nên tối. Chữ sống một mình Hitori Kurashi là chữ này hả Sensei? Đúng rồi. Nó là đọc là Kurasu nhá, cái chữ này này. Câu 7 nào. Gia Bảo 3, Khánh Vân 3, Bích Hằng 4. Cẩm Tú Cầu 3. Đình Thịnh 3, Quỳnh Linh 3. Minh Mập Mập 3, Thảo Luận. Tấn Nhân 3, Hoài Thu 3, Nghị Luận. Đông Nguyễn 3. Hiền Tuyết CC có thấy em không? Vũ Thủy 7.3. À, 73. Các bạn có đây là chữ nghị và chữ luận đúng không các bạn? Mấy cái này nó chỉ gây nhiễu đúng không nhỉ? Ví dụ đầu tiên là chữ gì đây? Một là chữ nghi đúng không nhỉ? Nghi trong từ nghi lễ nghi thức ấy, nghi luận. Hai là gì nhỉ? Hai là nghi dụ đúng không? Dụ trong từ kiểu cái dụ chiếu dụ của vua ấy. Đây là đúng là nghị luận đúng không nhỉ? Và bốn là gì? Bốn là nghị dụ. Vậy đúng của chúng ta là nghị luận là đáp án số 3 nhé. Các bạn không được tra từ điển đâu nhá, tra từ điển thì gọi như không có ý nghĩa gì hết, các bạn trả lời sai cũng được, các bạn còn nhớ. Mai Hiên 3, Đạt 3, Thủy 3. CC chữa nhanh đi ạ. Cứ từ từ, việc gì phải nhanh. Gia Bảo 1 này, Khánh Vân 1, Mai Hiên 1. Tịnh Tâm 1. Minh Mập Mạp 1, L. Bích Hằng Lê 1. Phước Đức CC lại không thấy em rồi, 1. Một hoặc hai chọn đại một. Chọn đại đúng thế hả Thịnh? Nguyễn Tấn Nhân một, Đông Nguyễn một, Cẩm Tú Cầu một, Hiền Tuyết eo phải không ạ? Đúng rồi. Đỗ Văn Đạt 8.1, 81, Linh một, Thủy một.
Các bạn có này, đây là chữ gì nhỉ? Đọc là Koshi là đáp án số mấy? Đáp án số 1 đúng không? Chữ yêu có nghĩa là eo. Âm Hán Việt là yêu nhá, có nghĩa là eo này. Hông. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ hung đúng không? Hung là ngực. Đọc là gì nhỉ? Đọc là mư nê. Thôi tí nữa quay lại một lượt nhá. Đây là chữ bối là gì nhỉ? Bối là lưng. Và đây là chữ vị đúng không? Vị là dạ dày. Các bạn có chữ vị là dạ dày đọc là gì nhỉ? Tiếng Nhật là y này. Ngực đọc là gì nhỉ? Mư nê. Lưng đọc là gì? C đúng không? Đấy. Vậy thì Koshi sẽ là cái chữ này nhá. Tiếp theo câu số 9. Hiền Thu CC có thấy em không ạ? Có thấy nhá Hiền Thu nhá. Phạm Hồng yêu Hồng Koshi, Gia Bảo 1, Tịnh Tâm 3, Khánh Vân 3, Bích Hằng Lê 3, Tấn Nhân 3, Nguyễn Đình Thịnh 3, chữ Tường. Thu Trang, Sensei không thấy em ạ. Bây giờ Sensei mới thấy bạn Thu Trang. CH comment. Quỳnh Linh 3, Đông Nguyễn 3, Đạt 3, Mai Hiên 3, Cẩm Tú Cầu 3. Các bạn có chữ Kuwashi đúng nhỉ? Đọc là Kuwashi, nó là chữ tường đúng không? Chữ tường trong từ tường tận chi tiết ấy, thì vậy đúng của chúng ta là đáp án số 3. Các đáp án còn lại thì thế nào? Chúng ta có đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ hiểm đúng không? Chữ hiểm này. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ tế. Nhỏ lẻ nhá. Gầy mảnh, đây là chữ khích đúng không? Khích hoặc là kích gì đó. Những cái này đều có âm cương hết. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút nhá. Ví dụ như hiểm sẽ có là đọc là gì nhỉ? Hiểm sẽ là kewashi đúng không? Kewashi có nghĩa là hiểm trở ấy, dành cho núi non hoặc là gì nhỉ? Hoặc là cái gương mặt đăm đăm khó chịu ấy đúng không? Tế này có cách đọc là hosoi nghĩa là gầy và gì nhỉ? Và komakai có nghĩa là lẻ. Chữ khích này đọc là gì nhỉ? Hageshi đúng không? Rồi, câu cuối cùng của phần chữ Hán. Nội dung chi tiết không thể nhớ được, đúng rồi, không thể nhớ được, không thể nhớ rõ nội dung chi tiết. Học sách của Sensei nên nhớ nhiều Sensei ơi. Sensei sắp viết lại sách đấy nhá, viết sắp viết lại sách Kanji rồi. Duyên Liên Thuyên chào Sensei, chào Duyên nhá. Con dốc dùng từ đó được không Sensei? Được nhá. Được. Thế nhưng mà con dốc thông thường nó độ dốc nó không cao quá, chúng ta dùng cái từ Kyuna Saka là được rồi. Kewashi thì nó hơi dựng. Vân 4, Tịnh Tâm 4. Tấn Nhân Idol Gia Bảo 4. Bích Hằng Lê 4. Đức Quý xin thấy em không? Duyên Liên Thuyên 14. Đông Nguyễn 4. Vũ Thủy 4. Quỳnh Linh 4. Đạt 4, Tấn Nhân 4. Phước Đức 14. Han Egao 4. Cẩm Tú Cầu 4. Các bạn có chữ Sonairu là gì nhỉ? Sonairu là chữ gì? Chữ bị đúng không? Đúng của chúng ta là đáp án số 4. Thông thường thì cái phần chữ Hán sẽ khá là dễ ăn điểm đúng không nhỉ? Chúng ta có chữ chuẩn. Đây là chữ chuẩn. Chữ này không có âm kunyomi. Chuẩn này không có kun nhá. Hai là chữ gì nhỉ? Nghênh. Trong từ hoan nghênh đúng không? Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ ức trong từ ức chế ấy. Chữ nghênh có âm kunyomi là gì đây? Mukaeru. Đón đúng không? Chữ ức
Trong từ ức chế có âm kunyomi là gì nhỉ? Osairu. Nó là kìm nén, kiềm chế ấy. Ví dụ như là hạn chế cái lượng đường, lượng tinh bột ấy, kìm nén cơn giận ấy, người ta dùng cái chữ này nhá. Rồi như vậy là đã xong cái phần gì nhỉ? Phần kanji, bây giờ sẽ là phần gokese nhá. Gokese là phần ghép từ. Ngày xưa nó là 5 câu nhưng mà ba 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 mùa thi gần đây nó chỉ còn có 3 câu thôi, cho nên sensei sẽ cho 3 câu. Không được tra từ điển nhá. Phước Đức 4. Minh Mập Mập 4 chuẩn bị. Phan Kiều xin thấy em không? Sen Hoàng đã học hết và quên gần hết. Hu hu. Em bỏ từ tháng 12 tới giờ. Tháng 12 thi toang không? Diệp Huynh 11, 2, Phước Đức 2, Gia Bảo 2, Tịnh Tâm 3. Khánh Vân chọn đại 2. Em cũng nghĩ là 4. Xin sẽ đọc câu hu hu cảm thán ghê luôn. Bích Hằng Lê 1. Phần này em không biết sensei ạ. À các bạn ấy hỏi là phần này thì là có cách nào để học không? Sensei nói thật là cái phần này thì chỉ có cách học thuộc thôi chứ làm gì còn cái cách nào. Đạt 2, Bích Hằng Lê 4, Duy Liên Thuyên 2, Tấn Nhân 3. Rồi câu này là câu khó, mọi người sai nhiều. Đáp án của chúng ta là đáp án số 1. Chúng ta có đây là chữ tầng, đúng nhỉ? À, đô cư xa xô có nghĩa là tầng lớp độc giả nhé. Không đi với giới, giai hay là đới đâu. Nó đi cố định với lại chữ gì nhỉ? Chữ tầng, đúng chưa? Đấy. Khó đúng không? Hình như có mỗi bạn Hằng đăng từ đúng sửa thành sai. Rồi tiếp theo câu số 2 chắc là sẽ dễ hơn này. Đại tiến 2. Tịnh Tâm 2, Đông Nguyễn khó. Duy Liên Thuyên bắt đầu tác một đống bạn bè vào. Đông Nguyễn 2, Khánh Vân 2, Hằng 2, Gia Bảo 2. Gia Bảo nãy giờ không thấy comment nhá. Mai Hiên 2, Tấn Nhân 2, Cẩm Tú Cầu 2, Quỳnh Linh 2. Đúng rồi, đáp án đúng của chúng ta là câu câu 12 đáp án số 2. Renshuyo. Renshuyo có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cái chỗ luyện tập, khu luyện tập. Nó không đi với lại địa hay là khu hay là chữ thự này đâu. Đấy. Nó lại thế. Thì đúng là chỉ có cách là học thuộc thôi đúng mọi người. Chả có cách nào khác. Rồi tiếp theo câu cuối cùng trong phần Gokese. Câu này thì dễ hơn này. Chắc nhiều bạn chọn đúng này. Nguyễn Hùng 4, Nobi Khang 4, Gia Bảo 4. Mạng em có vấn đề hay sao ấy, thỉnh thoảng màn hình livestream của Sensei đơ luôn. Trang Lê chào Sensei, em Hong với ạ, em HOK với ạ, em học với ạ. Khánh Vân 13 4, Duyên 13 4, Quỳnh Linh 4, Tịnh Tâm 1 hoặc 4 ạ. Phải chọn nhá, không được 1 hoặc 4. Đông Nguyễn 4, Đình Thịnh 4.
Tuấn Anh Lê 4, Tấn Nhân 1. Chữ này là chữ cai kết sự là giải quyết đúng không? Thì đi với nó sẽ là chữ vị. Mi cai kết sự có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là chưa giải quyết. Sono mi cai kết sự wa mi nao shinpai sasete iru, có nghĩa là cái vấn đề chưa giải quyết đấy ấy, nó làm cho mọi người lo lắng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần thi goi nhá. Phần thi goi là phần thi từ vựng. Nãy giờ sẽ là từ môn đai 3 là từ vựng rồi. Thế nhưng mà đây là phần ghép từ, bây giờ sẽ là phần từ vựng này. Các bạn sẽ làm môn đai số 4 nha. Chúng ta sẽ có 7 câu hỏi. Mư cai kết sự. Sao Sơn Tùng chọn 4 nhưng mà lại chọn là mư, đọc là mư, mi chứ. Phước Đức 13, 4 bây giờ nó mới hiện ra. Tịnh tâm 1. Gia bảo 1. Tấn Nhân 3. Quỳnh Linh 1. Văn Đạt 3. Duy Liên Thuyên 1. Đông Nguyễn 3. Câu này là câu mà khiến các bạn sai nhiều đúng không? Các bạn phân vân hai đáp án là Mai Pesu và Puraibashi đúng nhỉ? Mai Pesu là cái mảnh trời riêng, khoảng riêng, cái khung riêng. Thế nhưng nó sẽ không đi với cái động từ đúng nhỉ? Nó không đi với lại Tachi Hairanai đúng nhỉ? Tachi Hairu. Cái này thì nó nghĩa là đi vào nhưng mà thực ra trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là xâm phạm đúng không? Xâm phạm hoặc là gì nhỉ? Không xen vào. Vậy thì nó sẽ phải là đời tư đúng không nhỉ? Đời tư, cái sự riêng tư nhá, đúng của chúng ta là đáp án số 3, Privacy. Flash là gì nhỉ? Là flash, chụp ảnh. Chụp ảnh flash. Minus là gì nhỉ? Là âm đúng không? Tiếp theo này. Quỳnh Linh 2. Gia Bảo 2, Tịnh Tâm 2. Duyên 2. Bích Hằng Lê 1. Tấn Nhân 1. Đạt 2. Lâm Sơn Tùng 15 2 không may đáng tiếc. Khánh Vân 2, Minh Mập Mập 2 đáng tiếc. Vũ Thủy 15 2. Sao không thấy Sensei đọc comment của mình nhỉ? Có thấy em comment đâu mà đọc. Bây giờ thấy mới thấy comment cái câu chữ này này. Đông Nguyễn 2, Cẩm Tú Cầu 15 2, Mai Hiền 2, có nghĩa là xin lỗi Sensei nhỉ. Đình Thịnh 15 2 không may. Với lại đông quá cho nên là sẽ chỉ đọc được một vài cái bạn ấy thôi, một vài cái bạn gì nhỉ, một vài cái bạn đầu tiên thôi nhá, chứ không thể chờ các bạn comment hết rồi đọc được. Chúng ta có này, Tanaka sảng nhị nomi kai ni sasoareta kedo, đã được Tanaka rủ đi nhậu đúng không? Thế nhưng về trước là vậy, có kedo này, này là nhưng này,
Sono hi wa tsugo ga tsukimasen. Cái ngày hôm đấy thì tôi lại không có rảnh. Warito là gì? Warito có nghĩa là chỉnh phông tí nhỉ. Warito có nghĩa là tương đối, đúng không? Tương đối này, kha khá. Nó giống gần giống cái từ soto ấy hay là từ zuibun. Ani cự là không may. Akumade là gì nhỉ? Quyết tâm đúng không? Quyết tâm này hoặc là đến cùng. Sekaku là gì nhỉ? Cất công. Đấy, mất bao công sức. Vậy thì chắc chắn là để hợp nghĩa với cái câu này ấy, chúng ta phải chọn đáp án số mấy? Nó không đủ chỗ. Cất công thôi nhá. Đáp án số 3 đúng không? À xin lỗi, đáp án số 2, ai ni cự. Tiếp theo câu số 16. Vũ Dũng, em chào Gen nhiều nhiều. Hẳn là chào nhiều nhiều. Phan Kiều, comment của em bị ẩn hay sao mà không thấy Gen đọc nhỉ? Không thấy nhá, không thấy của Kiều đâu nhá. Mà Gen không có động vào đâu nhá, không có động gì vào ẩn ai đâu nhá. Tất cả là do Facebook hết. Tịnh Tâm tag một loạt chị em bạn bè vào. Gia Bảo 1. Khánh Vân 1. Minh 4. Linh 1. Cẩm Tú Cầu 4. Bích Hằng Lê 1. Đông Nguyễn 1. Thu Trang, CJ không thấy em ư? Đúng rồi, CJ không thấy. Chỉ thấy các bạn comment là CJ có thấy em không thôi, chứ còn không thấy các bạn comment đáp án. Hoặc không thì một lúc sau nó mới hiện ra. Vũ Thủy 1, Đạt 1. Tịnh Tâm 2, dù không biết đúng sai. Duy Liên Thuyên 1. Các bạn có này. Senkyo wa yoso dori no nani nani kekka data. Tuyển cử ấy đúng không? Cuộc bầu cử ấy thì có cái kết quả như thế nào đúng cái keyword của chúng ta, cái hint tội của chúng ta là cái yoso dori này. Theo đúng như gì đấy? Theo đúng như gì đây nhỉ? Theo đúng như dự đoán của mình. Seiseki là chính thức. Chính thức thì không thể đi kèm với lại theo đúng như dự đoán được. Sai nhá. Một sai, rất là nhiều bạn chọn một. Hai là gì nhỉ? Hai là tekido, là thích hợp phù hợp. Những cái này nó chỉ lượng, ví dụ như là tekido na undo điều, đúng nhỉ? Lượng vận động phù hợp đúng không? Phù hợp về lượng, hay là ngủ nghe phù hợp ấy, ngủ nghe hợp lý ấy. Phù hợp này nó chỉ về lượng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 3. Dato. Dato na có nghĩa là gì nhỉ? Thỏa đáng. Tức là gì đấy? Tức là mình cái kết quả đấy nó là một kết quả mình nghĩ là hợp lý, thỏa đáng theo đúng như những gì mình đoán. Câu 4 là bất mãn. Bất mãn thì không thể đi kèm với lại yosodori được. Đáp án đúng là đáp án số 3. Thích đáng. Tiếp theo. À, Nguyễn Tiến Nam. Nguyễn Tiến Nam hôm nay một không thấy CC gọi tên. CC có đọc được comment của em đâu hả Nguyễn Văn Hùng? La Vi Lâm 1.
Sao đứng đứng comment này không thấy mọi người comment nữa. À đây bắt đầu nó hiện ra một đống comment đây. Phan Kiều 3, Dương Hương 3, Nghi Gia Nghi 1, Han khổ. Các bạn còn đặt đặt tên tiếng Hàn nữa. 1 Han Eun Bin 1, Trang Quỳnh 1, Quỳnh Milo 17.3 và Mái Nhà Siêu Gen Vân 3, Gia Bảo 1. Sensei ghi luôn cách đọc của các đáp án được không? Lỡ may có từ không biết ý ạ. Minh 3, Tịnh Tâm 1 vì không được chọn hai đáp án. Gia Bảo 3, Đạt 3. Các bạn có này. Đây là Yane đúng không? Yane là mái nhà thì nó là một cái gì nhỉ? Là một công trình đúng nhỉ? Sửa chữa mái nhà. Chúng ta dùng cái chữ Shuzen này nhá. Chữ tu và chữ thiện. Đọc là Shuzen. Chúng ta sẽ chọn 3. Các bạn có một Shuri là sửa cái gì đấy? Sửa máy móc đúng nhỉ? Sửa máy này đấy, sửa giày cũng được, cũng dùng được chữ này đấy, không phải là mỗi máy đâu. Đây là cho đi là nấu ăn, nêm nếm. Kaizen là cải thiện đúng không? Cải thiện này là cải thiện gì nhỉ? Cải thiện chế độ, cải thiện gì nhỉ? Nghĩa là cải thiện nhé, không gõ đây các bạn lại chụp màn hình, các bạn bảo chứ ông này ông dạy cái Kaizen là cải là chế độ thì chết. Cải thiện này, cải thiện chế độ. Rồi xã hội đúng không nhỉ? Đời sống vân vân chứ không phải là cái yane. Cái quan trọng của chúng ta ấy là ở đây người ta dùng cái từ yane. Đấy. Do vậy chúng ta sẽ phải lựa chọn đáp án đúng là đáp án số 3 nhé. Shuzen. Tiếp theo. Thầy gọi em là Bin được rồi ạ. Ok, thế gọi em là Bin nhá. Khánh Vân 2. Mười tám bốn giống Tenkyo. Tiền Nam sai rồi nhá. Gia Bảo 2, Bích Hằng Lê 1. Tịnh Tâm 1. Đình Thịnh 1, Minh 3, Hà Dư Sự, em nhầm, Hà Dư Sự là tha động từ, làm sao mà đi với trợ từ ga được. Nguyễn Duy Liên Thuyên 2, chúng ta có này, Shingoto ga okurete, yote ga nani nani shimatta, công việc bị muộn, do vậy cái dự định nó làm sao, đây nó không viết kanji đúng nhỉ? Đôi khi là nó sẽ không viết kanji đâu, nó viết thì dễ quá. Ví dụ đây là sẽ là gì đấy? Ushinate, đúng nhỉ? Ushinau là chữ thất, có nghĩa là gì? Mất đúng không? Mất này. Đây là kuru, kurute là chữ cuồng, có nghĩa là gì nhỉ? Rối loạn này, rối tung này. Sokonau là chữ tổn, có nghĩa là gì nhỉ? Tổn thất này, thiệt hại. Kejuru là chữ gì nhỉ? Là chữ tước. Đấy, chữ tước có nghĩa là gọt đẽo ấy, hoặc là cắt giảm. Thì đây đúng của chúng ta là đáp án số 2 nhé. Bị rối tung lên đúng nhỉ. Tiếp theo chúng ta có câu số 19.
Gia nghi một. Gia bảo hai. Mai Hiên một. Vinh 19 1. Sao các bạn comment ít thế nhỉ? Bích Hằng Lê 2, Tịnh Tâm 1. Đạt 1, Duyên 1. Khánh Vân 1. Đồng Nguyễn 4. Tấn Nhân Ma Kê Rư. Cẩm Tú Cầu 1. Chúng ta có này, Watashi no yume wa global na nani nani de katsuyaku suru koto desu. Butai bình thường mình hay dùng với nghĩa là gì nhỉ? Butai có nghĩa là sân khấu đúng không? Sân khấu. Thế nhưng mà ngoài nghĩa sân khấu nó còn nghĩa là bối cảnh. Nhá. Bối cảnh. Do vậy trong trường hợp này lắp vào thì chúng ta thấy nó có vẻ hợp lý đúng không nhỉ? Cái từ genjitsu có nghĩa là hiện thực thì chắc chắn là hiện thực thì nghe sai sai, đi với trợ từ D đúng không nhỉ? Nó phải cần một cái địa điểm. Shindai là gì nhỉ? Sự tin tưởng. Không hợp lý đúng không? Lại có cái từ global là mang tính toàn cầu ấy, thì phải là một cái mang tính chất giống như một địa điểm ấy. Shihon, shihon là gì nhỉ? Là tư, chữ tư và chữ bản có nghĩa là vốn. Đấy, nguồn vốn nhá. Thì chúng ta sẽ có đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 1. Bởi mặc dù là thông thường chúng ta hay dùng theo cái nghĩa là sân khấu ấy, thế nhưng mà ngoài cái đấy nó còn mang nghĩa là cái bối cảnh nữa. Ước mơ của tôi là cái gì? Là hoạt động ở một cái gì nhỉ? Ở một cái hoàn cảnh, ở một cái bối cảnh toàn cầu, bối cảnh quốc tế. Tiếp theo câu số 20. Câu cuối cùng của phần điền từ vựng này. Nguyễn Thị Ngọc phát lại đó chị ơi xem comment coi như không. Là sao hả Nguyễn Thị Ngọc? Chào Ngân. Khánh Vân 4. Gia Bảo 4, Bích Hằng Lê 4, Tấn Nhân 3. Tịnh Tâm 4, Quỳnh Linh 4, Đông Nguyễn 3, Vũ Thủy 4, Mai Hiên 3. Trang 3. Đạt 4. Duyên 4. Câu số 20 này, kai nghi de toshi no mizu mondai wo. Tại cuộc họp ấy, cái đây là cái khóa là cái từ mondai là vấn đề đúng không? Thì sẽ phải là chọn cái là đưa ra vấn đề đúng của chúng ta sẽ là 4 thori ageru đúng nhỉ? Các đáp án còn lại, chúng ta có từ hikikeru. Hikikeru có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là đảm nhiệm đúng nhỉ? Nó giống từ tanto. Đảm nhiệm nhá. Ví dụ đảm nhiệm công việc ấy. Uke tomeru là gì nhỉ? Là chấp nhận. Chấp nhận sự thực này. Tori ireru là gì nhỉ? Là đưa vào. Hoặc là áp dụng. Đấy, ví dụ như là áp dụng hệ thống system hay áp dụng cái chương trình gì đó nhá. Vậy đúng của chúng ta là đáp án số 4 là đưa ra, đúng không?
Tiếp theo, chúng ta sang bài từ đồng nghĩa. Môn đề 5. Ở môn đề 5 từ đồng nghĩa các bạn có 5 câu hỏi. 5, 4, chắc là của câu trên. Các bạn comment nó bị trả lời, nó bị dạt về sau. Quỳnh Linh 2, Khánh Vân 21 2. Duyên 2, Gia Bảo 2. Tiến Nam 2, Cẩm Tú Cầu 4. Bích Hằng Lê 2, Đạt 2. Tấn Nhân 2, Đông 2. Vũ Thủy 2. Phan Thanh 2, Joseph. Minh Mập Mập 2 bằng Joseph. Đúng rồi, chúng ta có cái từ gì nhỉ? Có từ controller là chữ control ở trong tiếng Anh, nó bằng từ Joseph đúng không? Đúng sẽ là 2. Uriage niyote controller sự có nghĩa là dựa vào nhờ điều chỉnh cái lượng sản xuất theo cái gì đấy, theo cái doanh số bán ra đúng không? Henko là một là gì nhỉ? Là thay đổi, điều chỉnh. Nó không đồng nghĩa với là Henko đâu nhé, mặc dù dịch thì thấy na ná như vậy thì nhưng mà nó không phải. Số 3 là gì nhỉ? Số 3 là hướng thượng là Kojo, có nghĩa là nâng cao. Kênh sợ là kiểm tra, không đúng. Tiếp theo câu số 21. Hương Bư Tà 2, Nam 2, Hiền Emily 2, Huyền Mẫu. Huyền Mẫu tùy vào tổng doanh thu mà điều chỉnh lượng sản xuất. Phúc An Khang 2. Khánh Vân 4. Gia Bảo 4, Du Liên Thiên 1. Tịnh Tâm 4. Cẩm Tú Cầu 1. Trang 1, Bích Hằng Lê 3. Phan Thanh do mạng hay sao mà nhòe quá không đọc được anh ơi. Đông Nguyễn 4, Minh Mập Mập 4, xấu hổ. Đình Thịnh 4, Minh Mập Mập nhút nhát. Đình Thịnh sao nãy giờ mới thấy comment là Đình Thịnh. Quỳnh Linh 4. Chúng ta có này, tự ư chi ki đúng không nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? À, bẽn lẽn đúng không? Hay xấu hổ thì đồng nghĩa với nó là từ số 4. Hazugashi, Hazugashi garide đúng nhỉ? Nan de mo cô gatte có nghĩa là cái gì cũng sợ hãi, sợ sệt, nó không đồng nghĩa với cái ư chi ki này nhá. Hanashi ga iyagatte là ghét nói chuyện, không thích nói chuyện, không không phải, đầy bất an cũng không đúng nhá. Được chưa? Đúng nhất nó sẽ là từ này. Ngoài ra còn một cái từ katakana nữa cũng đồng nghĩa với nó. Đấy là từ gì nhỉ? Đấy là shy. Đấy. Ba từ này, uchiki này, shy và hazukashigari là những từ đồng nghĩa với nhau. Tiếp theo, câu 23.
Quỳnh Linh 1. Minh Tiến 1, Hà Thảo 1, một kiếp linh đênh 2, Gia Bảo 1, Duyên 1, Minh Mập Mập Bỗng Nhiên 1, Đông Nguyễn 1, Tấn Nhân 1, Trang 4. Câu 23 này. Kyo hư de hư ne wa niwa ka ni migi ni katamuita, có nghĩa là vì gió to mà cái thuyền nó lật sang bên, nó nghiêng sang bên phải, đúng không? À, chúng ta có các từ niwa ka ni, tột sư gen và kyu ni là ba từ đồng nghĩa, do vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 1. Các từ còn lại không đúng. 2, thô thô là gì đấy? Cuối cùng, không phải. Thô bưng là gì nhỉ? Trong chốc lát, đúng không? Shibaraku. Ưn tô là giống dùi bưng. Tương đối khá khá nhé. Không phải. Tiếp theo. Như Ngọc 1, Trần Hằng 1, Nguyễn Thanh 1, Hà Trương 1, Bích Hằng Lê 1. Khánh Vân 2, Tịnh Tâm 1, Phan Thanh 2, Duyên 1, Trang Elite Trần 1, Thịnh 2, không biết đúng không nữa. Gia Bảo 2. Đạt 2. Câu số 24. Kế hoạch ga enkatsu ni hakobu you ni shikkari junbi o suru hitsuyo ga aru. Để cho kế hoạch nó được gì nhỉ? Nó được vận hành một cách gì đấy, nó tiến triển một cách gì đây? Enkatsu có nghĩa là gì nhỉ? Trơn tru đúng không? Trơn tru. Đấy. Vậy thì nghĩa trơn tru là sẽ là từ gì? Trơn tru sẽ là bản chất của cái kế hoạch đấy, nó như vậy. Thì cần phải chuẩn bị kỹ. An ý nghĩ là đơn giản. Mondai na cự là không có vấn đề gì. Đúng của chúng ta là đáp số 2. Cái từ an ý nghĩ này nó giống cái từ kantan ý là đơn giản nhé. Nó không đồng nghĩa với từ enkatsu. Jisai ni là thực tế. Hư an na cự là không có gì lo lắng, không có gì bất an. Cái này nó liên quan đến con người chứ không phải là bản chất của cái vấn đề như vậy. Do vậy dùng 4 là không hợp lý, đúng không? Tiếp theo câu số 25. Hiền Emily nhiều từ vựng nào một quá xin xê. Có một vài từ đúng không? Ngày xưa là đề thi N2 ấy, từ những năm 2014 đổ về trước thì nó chủ yếu là trong trong giáo trình N2. Thế nhưng mà càng mấy năm gần đây ấy, thì gần như là luôn luôn sẽ có một vài câu N1, chẳng hạn như là bài từ đồng nghĩa ấy, sẽ có khoảng một, có năm thậm chí có năm đến hai từ của N1 nhá. Và bài cách dùng từ nữa cũng như thế. Minh Mập Mập 2, Thất Vọng Quỳnh Linh 2, Gia Bảo 2, Đông Nguyễn 2, Hồng Nhung 2, Lâm Sơn Tùng 2, Thất Vọng Hiệp 1, Như Ngọc 2, Tịnh Tâm 2, Đạt 2, Phan Thanh 2, Cẩm Tú Cầu 2, Tấn Nhân 4. Rồi đây đã quá một tiếng rồi đây này.
Rồi chúng ta có cái từ uchikomu. Động từ uchikomu có nghĩa là gì nhỉ? Suy sụp đúng không? Suy sụp, thất vọng, buồn bã. Kohunshite là hưng phấn, không phải. Gakarishite là gì nhỉ? À, suy sụp, thất vọng. Đúng rồi, đúng là hai này. Bikurishite là bikurisuru là giật mình đúng không? Không phải. Nó giống cái từ gakari nhá. À, xin lỗi. Nó giống từ odoroku. Kokaishite là gì nhỉ? Là ân hận, hối hận. Không đúng, đúng của chúng ta là hai. Tiếp theo, bài cách dùng từ. Bài này thì thông thường sẽ là cái bài khó nhất. Nhầm rồi sensei. Hả? Nhầm cái gì đấy hả? Tấn Nhân. Gia Bảo 2, Đình Thịnh 2. Khánh Vân 2, Duy Liên Thuyên 2. Tiến Nam 2, Sai Em Đi Ngủ. Vũ Thủy 2, Đức Quý Viện Trợ Cứu Trợ, Ngân Nguyễn 2, Đông Nguyễn 2, Đạt 2. Quỳnh Linh 2, Phan Thanh 2, Minh Mập Mập 2. Như vậy các bạn đều chọn 2 hết. Chúng ta có từ 26 Angel, có nghĩa là chữ viện và chữ trợ đúng không? Viện trợ. Nó là gì nhỉ? Nó là cái hoạt động mà thông thường sẽ là một tổ chức hoặc một nước sẽ gì đấy, sẽ cung cấp tài chính vật lực cho một cái nước khác, một cái nơi khác đang chịu khó khăn đúng nhỉ? Vậy thì xem cái nào đúng nhá. Câu 1 này, Angel Stay Idol. Idol là idol. Cái này thì không thể đi với Angel được mà phải đi với từ gì nhỉ? Phải từ ON. Đối với lại thể thao hay là nghệ thuật ấy, người ta sẽ dùng cái chữ cổ vũ này thì mới đúng. Tiếp theo, Jishin de hidoi hingai o uketa somi wa Angel o motomete iru. Những cái người dân mà đang chịu thiệt hại nặng nề do trận động đất ấy, đang đang gì nhỉ, đang mong chờ, đang yêu cầu cái sự viện trợ, chính xác theo đúng cái nghĩa mà nãy chúng ta dùng đúng không? Đúng của chúng ta là hai. Như vậy các bạn đều đúng hết. Câu 3 này, Otoshiori ga hitori de odan suru no miru tabi ni enjo shitaku naru. Cứ mỗi lần nhìn thấy người già qua đường một mình thì tôi lại muốn viện trợ. Đây là muốn gì đấy? Muốn tasukeru đúng nhỉ? Phải sửa bằng cái chữ này mới hợp lý chứ không phải là viện trợ này. Và câu số 4, Matsuri de maigo ni natta jido enjo shite imasu. Ở lễ hội người ta đang viện trợ cho những đứa trẻ bị lạc. Thì đây là maigo đúng nhỉ? Những đứa trẻ bị lạc như này ấy. Do vậy đây phải dùng cái chữ bảo vệ hogo thì mới đúng. Cái phần chữa này rất là quan trọng cái này, bởi vì nhiều khi các bạn bị na ná và các bạn không biết là tình huống đấy thì dùng cái từ nào hợp lý. Tiếp theo, câu 27, Trọng Nguyễn 2, Lâm Sơn Tùng 2, Hà Thảo 2, Bích Hằng Lê 2, Cẩm Tú Cầu 2. Chắc là mạng nó hơi kém, do vậy là không đọc được comment của các bạn luôn một lúc, mà một lúc sau mới đọc được. Uyên Mẫu 3, Hồng Nhung 4, Ngọc Ngọc 4, Như Ngọc 2, Hoàng Berry 3, Đông Nguyễn 4, Gia Bảo 4. Quỳnh Linh 3, Phan Thanh 4. CC có thấy em không? Em comment nhiều thế mà chẳng thấy CC đọc. Không thấy, không thấy nhá.
CC chỉ thấy comment của các bạn hỏi là CC có thấy em không thôi. Tịnh Tâm 4272 mờ ảo. Vũ Thủy 4, Trang 3, Bích Hằng Lê 3, Duyên 4, Đạt 1. Chúng ta có từ Bonyari có nghĩa là gì nhỉ? Bonyari có nghĩa là kiểu như là nó là mơ mờ ảo đúng không? Mờ ảo này rồi thì đầu óc nó cứ gì nhỉ? Nó cứ mơ hồ. Tóm lại là một cái trạng thái nó cứ không rõ ràng ấy, đúng không? Không rõ ràng. Nhá. Lơ đễnh. Lơ ngơ đi. Soro soro shupatsu suru kara sonnani bonyari tabenai de. Sắp xuất phát rồi, đừng có mà ăn. Không phải đúng không? Đây phải là đừng có mà ăn, từ từ thong thả như vậy, yukuri. Câu 2 này. Kesa uwagi o kinai de soto ni detara bonyari shite samukata, sáng nay tôi ra ngoài mà không có mặc áo khoác nên là tôi lạnh. Lạnh thì phải là từ hinyari. Hinyari chứ không phải là bonyari. Loại 2. Câu 3 này, mada netsu ga aru no de bonyari yasundara iyo, vì vẫn còn sốt cho nên là bạn nên nghỉ, không phải là bonyari đâu, phải là yukuri đúng nhỉ? Yukuri, yukuri hoặc là nomiri thì mới đúng. Đúng của chúng ta là án số 4. Desha no mado kara bonyari hư keo nagameru. Tôi gì đấy, tôi nhìn từ cửa sổ của đoàn tàu ấy, cái phong cảnh mờ ảo bên ngoài đúng không? Tiếp theo. Trọng Nguyễn thong thả. Trường Masato 4, Hà Thảo 4. Phiêu Lãng 2, Bình Thảo 2, Gia Bảo 2, Duyên Luyên Thuyên 2. Minh Mập Mập 2, Đạt 2. Minh Mập Mập một xả stress, à có mỗi bạn Minh Mập Mập là đúng. Nó sẽ đi với từ stress, sự có nghĩa là xả đúng nhỉ? Cái từ has, cái chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ hasan là chữ phát với chữ tán đúng không? Đấy, phát tán. Nó là phát với tán nhưng mà nó sẽ đi với những cái như là xả này, xả stress. Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là truyền nhiệt đúng không? Truyền nhiệt đấy, truyền điện nhá, phát tán nhiệt ra môi trường bên ngoài ấy, là dùng cái đấy thôi, không ghi truyền nhiệt nữa đúng nhỉ, nó kiểu như là tỏa nhiệt, à tỏa nhiệt thì đúng hơn. Vậy đúng của chúng ta là đáp án số 1. Toki ni wa stress hasan no tame ni ryori o suru, thỉnh thoảng thì tôi nấu ăn để giải tỏa stress đúng không, nó gần giống cái từ kaisho, chữ giải và chữ tiêu ấy đúng nhỉ. Câu số 2, この病気の感染の発散に関する情報がありません。Tôi không có cái thông tin liên quan đến cái việc phát tán cái bệnh này. Không phải nó cái có cái từ cancer này, chúng ta không dùng cái từ này mà chúng ta phải dùng chữ kakusan, chữ khuếch và chữ tán. Lan rộng bùng phát nhá.
truyền nhiễm, bởi vì có cái từ cansen này sẽ đi cùng cái từ này. Cái này thì đương nhiên là khó với các bạn rồi, nhưng mà các bạn có thể nhớ theo cách là stress sự đi kèm với từ này. Câu số 3 này, kotsu ga hatatsu shita okage de ido hani ga hirogatta, nhờ cái giao thông nó phải là hạt tát sự đúng không? Phải là gì nhờ phát triển chứ không thể dùng là chữ phát tán được, và mà cái phạm vi di chuyển nó đã rộng hơn. Jibun no noryoku o hatsan suru kikai, tôi đang tìm kiếm cái cơ hội để haki đúng nhỉ? Phát huy. Tiếp theo. Lộ rồi, thôi không sao. Câu 29 nào. Ngọc Heo Sensei đã không đọc được comment của em ạ. Em bị Sensei ghẻ lạnh, khổ. Sensei có đọc được comment của mọi người đâu. Mặc dù nói là cố gắng là đọc comment nhiều nhất có thể, thế nhưng mà không đọc được, không thấy, không hiện. Bình thảo 1. Hai chín một, tỏn một, thanh một, sensei ơi, trọng nguyễn một, cũng chả hiểu Facebook nó xếp comment kiểu gì, đông nguyễn một, đình thịnh một, gia bảo bốn. Tịnh tâm 1. Trường Masato vững lòng. Chân Phạm Minh Anh Minh. Bự bướng 1, duyên 4. Thiền Tuyết 1, Đỗ Đạt 1, Phan Thanh 1. Cái câu này chắc là cái câu lừa kinh điển đúng nhỉ? Các bạn có cái Kokoro là trái tim đúng không? Kokoro là trái tim. Tsuyoi là mạnh mẽ, thì các bạn nghĩ rằng Kokoro Tsuyoi là trái tim mạnh mẽ, có nghĩa là người mạnh mẽ, và các bạn sẽ chọn một đúng nhỉ? Đấy. Thế nhưng không phải. Cái Kokoro Tsuyoi này nó nghĩa là vững lòng khi có được cái sự gì nhỉ? Có được cái sự khuyên nhủ, cái sự động viên, cái sự ở bên của một ai đó, vậy đúng cái khin tội đấy sẽ là đáp án số 4. Kare no chiu koku o kite nan to naku Kokoro Jiyo Kự Natta, tức là nghe những cái lời khuyên ấy, chư cô cự là chữ chung của chữ cáo, nó giống cái từ advice nhá của anh ấy, thì tôi không hiểu sao tôi đã trở trở nên vững lòng. Còn câu 1 này, Tanaka san wa Kokoro Jiyo no de donna taihen demo akiramezu ni mae ni susumu hazu da. Đây phải là gì đây? Đây phải là anh ấy Gaman đúng nhỉ? Gaman Jiyo. Anh ấy rất là giỏi chịu đựng, hoặc là Simbo Jiyo cũng được nhá. Bởi vì nó có cái đoạn là dù khó khăn thế nào anh ta cũng không từ bỏ mà vẫn tiến lên phía trước, thì phải là gì đấy, rất là kiên nhẫn, rất là giỏi chịu đựng, chứ không phải là vững lòng. Câu 2 là gì nhỉ? Tokyo de no hitori gurashi nano dakara kane ga nai to, vì sống một mình ở Tokyo nên là không có tiền thì sẽ rất là gì đấy, rất là khó khăn, lo lắng, đáng lo. Đây là kokoro bosoi đúng nhỉ, thì mới đúng chứ không phải là Kokoro Juyoi. Nghĩa nó đang hơi show kiếp cự tê kỳ một chút. Câu số 3, Sono Jose no Keikan wa watashi no name to jūsho ie ie to Kokoro Juyoi ita. Cái nữ cảnh sát kia ấy đã nói như thế nào đó với tôi là viết tên và địa chỉ vào. Có thể nó nói là Juyoi cũng được, đúng không? Juyoi cũng nói mạnh nè, hoặc là nói một cách gì đây nhỉ? Một cách Tsuyoki này, mạnh mẽ nhá. Đúng không, chúng ta là đáp án số 4. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu cuối cùng, câu 30. Câu này chắc là dễ. Trường Masato bài này mỗi câu 2 điểm phải không? CC đúng rồi, bài này mỗi câu 2 điểm nhá. Ngày xưa thì chỉ có bài này mỗi câu 2 điểm, còn lại trong phần Mojigoi mỗi câu 1. Thế nhưng bây giờ ấy, bởi vì là cái phần Gokese ấy, cái môn đai ghép từ là nó ghép từ vào đầu vào đuôi ấy, là nó còn có 3 câu, nên là môn đai đấy cũng thành mỗi câu 2 điểm.
N2 thật đó hả CNC, kiểu này toang thật rồi. Đây là N2 nhá. Gia Bảo 3. Phan Thanh 3. Duy Liên Thuyên 3. Khánh Na 2, Hương Bư Tà 3. Bin 3, Ngọc Heo 3, Duy Liên Thuyên gấp, Su Sóc 3, Minh Mập Mập 3 gấp. Cẩm Tú Cầu 3. Câu cuối cùng có khác, đọc được comment của rất là nhiều bạn trong khi mấy lần trước chẳng đọc được comment của các bạn. Các bạn có chữ này là thật ạ. Tha tha mự đúng không nhỉ? Là chữ điệp có nghĩa là gấp gấp đấy. Nó mang nghĩa là gấp đúng không, gấp những cái như là gấp gì đây, gấp quần áo ấy. Đây thì có khi tội là kono sutsu, là cái bộ com lê đúng không nhỉ. Vậy thì đúng của chúng ta đã là số 3. Câu 1 nhá. Yukiko sawa chisana kami o yoki ni tatande dorago no tsukuta. Bạn Yukiko, bạn đã, đây phải là dùng từ ot đúng không, là cái chữ gì nhỉ, là chữ gấp trong từ origami ấy. Bạn ấy gấp giấy bởi vì đối tượng là giấy đúng không nhỉ? Do vậy không thể là tatamu được. Đây là kami, kami ga nagai to kubi no atari ga atsui no de natsu wa itsumo mizikaku. Đây phải là kitte đúng nhỉ? Cắt. Bởi vì tóc nó dài ấy, thì vùng cổ sẽ nóng nên là cứ mùa hè là tôi cắt ngắn nhá. Câu số 3 là đúng rồi. Kono sutsu wa chisaku tatamu koto ga dekiru no de Sucho ni benrida, tức là cái bộ com lê này ấy, vì có thể gấp nhỏ lại cho nên là rất là tiện lợi để đi công tác. Câu số 4 này. Nakagawa san wa jiko no ato o kega o shite ude o tatamu koto sai dekinai. Nào, đố các bạn cái câu 4 sửa lại thành cái gì thì đúng nào. Nãy giờ sensei toàn sửa cho các bạn, bây giờ các bạn thử sửa xem. Nhầm, đây là sensei gõ nhầm đấy nhé, nó là tóc đấy. Bởi vì cùng đọc âm là kami mà. Cảm ơn Hương Kaori, Đức Quý, Khánh Na đã góp ý. Để sensei sửa lại cái chữ kanji nhá. Ơ các bạn không comment cái sửa của câu 4 à? Câu 4 phải sửa là gì? Mageru. Ugokasu. Thông thường mageru nó dùng cho cái kiểu chân, độ chân thì nhiều hơn là tay. Cái từ này sẽ là từ kumu, là khoanh tay vào, đúng nhỉ? Thực ra từ từ mageru cũng không sao. Thế nhưng mà nó có cái cụm cố định là udeo kumu, có nghĩa là khoanh khoanh hai tay vào ấy. Đấy. Hoặc các bạn thích thì các bạn có thể cho là mageru cũng được. Cho vào cho các bạn nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia. Hy vọng là lần sau các bạn sẽ được đọc comment hết. Không hiểu sao mà sensei không đọc được comment của các bạn. Chứ sensei cũng cố gắng là sau khi chữa cũng đọc lại một lượt đấy, nhưng mà nó không hiện. Có nhiều bạn thì mãi về sau nó mới hiện ra. Thì ngày càng kiến thức N2 ngày càng khó lên đấy. Do vậy là các bạn cố gắng là tham gia những cái buổi này nhiều nhé. Nếu không có gì thay đổi thì chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ hai tuần sau. Rồi hôm nay cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha.
Lạc đà đi bão mai có không sensei ơi? Mai không, một tuần một lần thôi. Sensei còn phải đi chơi với gấu chứ.